Nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về việc phân công cán bộ đảng viên theo dõi, quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo cấp ủy cùng cấp, phân công cán bộ đảng viên ở cơ sở là cán bộ các hội đoàn thể phụ trách trực tiếp theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin từng tàu cá cụ thể với các nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU. Tàu cá hết hạn giấy khai phép khai thác thủy sản, hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá 30, tàu cá mua bán nhưng chưa sang tên, tàu cá mất tích trên địa bàn ấp khóm. Danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn từng ấp khóm được Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp sau khi kết thúc đợt cao điểm vào ngày 25 tháng 9 năm 2024. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phân công cán bộ phối hợp với cán bộ đảng viên ở ấp khóm thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá tại các địa bàn dân cư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ chuyên môn phụ trách kiểm tra, theo dõi cụ thể từng nhóm tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU trên phần mềm số hóa. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm còn tồn động chưa xử lý. Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo không có tình trạng sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh của Việt Nam bị bán dưới mức giá bình thường tại Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành điều tra hành chính nhằm xem xét lại lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với phi lê cá tra đông lạnh của Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Kết luận của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, 8 công ty xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ không phải chịu thuế chống bán phá giá. Một kết luận chính thức sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày kể từ ngày 17 tháng 9. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, năm 2023, việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam thông qua việc ký nghị định thư cho phân khúc sầu riêng đông lạnh được nhập khẩu vào quốc gia này là cơ hội để ngành hàng nâng cao giá trị. Năm 2023, Trung Quốc đã chi khoảng 6,7 tỷ đô la để nhập khẩu sầu riêng tươi từ các nước và 1 tỷ đô la để nhập khẩu sầu riêng đông lạnh từ Thái Lan, Malaysia. Với nghị định thư vừa ký kết, năng lực hiện tại và nhu cầu của thị trường Trung Quốc, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu đô la. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ Thực vật nhìn nhận, ngành sầu riêng cấp đông Việt Nam hiện vẫn còn nhiều thách thức nếu không chấn chỉnh, không nâng cao nhận thức về tuân thủ quy định, nhà chức trách Trung Quốc sẽ có biện pháp xử lý. Liên quan tới thông tin phản ánh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang quản lý 2.000 tỷ đồng, Quỹ phòng chống thiên tai, ông Phạm Đức Luận, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định Bộ không quản lý số tiền trên. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật phòng chống thiên tai và Nghị định 78 năm 2021 của Chính phủ. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ bao gồm Quỹ phòng chống thiên tai Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tuy nhiên, do vướng mắc về mô hình hoạt động quỹ trung ương nên đến nay vẫn chưa hoạt động được. Nguồn thu chủ yếu của Quỹ phòng chống thiên tai là thu của người dân và doanh nghiệp ở trên địa bàn các tỉnh để thực hiện hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại chính địa phương đó. Tính đến nay, các địa phương đã thu 5.925 tỷ đồng, đã chi 3.686 tỷ đồng, còn dư quỹ 2.263 tỷ đồng. Quỹ còn tồn này có thể chuyển sang năm 2025 và những năm tiếp theo nếu như các địa phương không chi hết. Thời gian qua, công tác quản lý sắp xếp trật tự mua bán vệ sinh môi trường tại các điểm chợ trên địa bàn thành phố Cà Mau được triển khai quyết liệt, chuyển biến tích cực, có hiệu quả. Nhằm duy trì thường xuyên trở thành nề nếp và nâng cao nhận thức của người dân, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp trật tự mua bán, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các điểm chợ. Đoàn kiểm tra các chợ khu vực nội ô thành phố và một số điểm chợ vùng ven thành phố Cà Mau. Qua kiểm tra có nhiều tiểu thương còn chưa ý thức trong công tác vệ sinh môi trường. Đoàn đã tuyên truyền nhắc nhở các tiểu thương. Chợ Phường 7 là chợ đầu mối của tỉnh Cà Mau. Trong tháng vừa qua, Ủy ban nhân dân Phường 7 đã ra quân 53 cuộc, xử lý 63 trường hợp, với số tiền trên 35 triệu đồng.
đồng thời tháo dỡ mái che trên các tuyến đường An Dương Vương, Lý Thường Kiệt để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thời gian qua thì Ủy ban phường phối hợp các ngành tuyên truyền vận động nhân dân, tuy nhiên thì hiện nay thì người dân cũng đã có ý thức, có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ vẫn cố tình vi phạm mua bán lấn chiếm. Về dân tới thì Ủy ban phường sẽ chỉ đạo lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố và tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị thường xuyên và hàng ngày trên địa bàn phường. Những trường hợp mà mua bán lấn chiếm lòng đường thì mỗi hành vi thì phạt 200.000, và xe đậu dưới lòng đường thì phạt mỗi một chiếc thì 350.000. Chợ xã Đắc Dân là chợ cửa ngõ của thành phố Cà Mau. Trước đây chợ chưa đi vào nề nếp, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra thường xuyên. Từ khi tăng cường công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thì đã có nhiều chuyển biến. Tổ quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, lập lại trật tự mua bán. Trước đây thì có kiểm tra thịt heo, niêm yết giá, tập quá, các mặt hàng gì tôi quản lý chợ có trách nhiệm nhắc nhở. Trực tiếp tôi đi làm những cái bảng giá thịt heo làm trực tiếp đưa cho cô bác tiểu thương. Đồng thời tôi xuất thân đóng bảng giá niêm yết lên các thớt luôn, nhắc nhở thường xuyên các quầy tập quá và các mặt hàng nào bất cứ. Qua cái thông báo số 72 thì đến giờ này thì nói chung là cái ý thức người dân nó có là phát triển, coi như là có nhận thức được và đồng thời là cũng có sửa, nhưng vẫn còn là một số hộ là vẫn còn mua bán lấn chiếm trên lòng đường vỉa hè. Chỉ đạo các tổ quản lý chợ các xã phường là coi như là thường xuyên nhắc nhở bà con để là mua bán trên địa bàn là của mình quản lý, để là chấp hành tốt là công tác là mua bán, để là làm cho là đẹp mặt đường phố và chợ nó có đề nếp. Từ đây đến cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tiếp tục cao điểm kiểm tra, sắp xếp trật tự mua bán, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm chợ, các tuyến đường mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Các lực lượng chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần tác động đến ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, kịp thời ghi nhận những gương người tốt việc tốt tham gia xây dựng đô thị xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chẳng biết từ bao giờ, nghề đan đát đã gắn liền với những người phụ nữ tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Qua bàn tay khéo léo của mình, các bà, các mẹ, các chị đã biến cây tre, cây trúc thành những chiếc thúng, rổ, nia, xịa phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày. Dù thời gian gần đây, sản phẩm đan đát chịu nhiều sức ép cạnh tranh, gặp khó trên thị trường, nhưng tại xã Nguyễn Phích vẫn còn nhiều người giữ nghề. Bởi đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn mang giá trị truyền thống. Họ đã gắn bó với nghề với biết bao buồn vui. Gắn bó cũng đâu có 50 năm. Bởi vì ở đây thì sống nghề nghiệp cái này cũng phải làm. Từ hồi đó giờ sống nghề này ít hay nhiều thì cũng đeo đuổi hoài chứ đâu có bỏ được. Bên cạnh giá cả, đầu ra chưa ổn định, có một trở ngại lớn đối với nghề đan đát hiện nay. Đó là việc tìm nguyên liệu tre trúc. Do chuyển dịch sang nuôi tôm, diện tích tre trúc bị thu hẹp dần. Trước những trăn trở của bà con làng nghề đan đát, hiện các cấp các ngành đang nỗ lực tìm hướng đi mới cho nghề đan đát truyền thống. Ngành nghề truyền thống đan đát hiện nay thì đối với xã Nguyễn Phích thì cũng đang từng bước được có thể là nói là nhân rộng ra thêm để lưu giữ, nhằm mục đích để lưu giữ được cái ngành nghề truyền thống này. Thì hướng tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các chị em hội viên mình tiếp tục để mà nối nghiệp như là truyền nghề cho các cái thế hệ sau này, và đồng thời cũng là để cho các cái thế hệ sau này gìn giữ được cái ngành nghề truyền thống hiện tại của địa phương. Trải qua bao khó khăn thăng trầm, nghề đan đát truyền thống ở xã Nguyễn Phích vẫn tồn tại bởi những người phụ nữ cần mẫn. Đặc biệt, những người trẻ cũng yêu nghề, quyết tâm giữ nghề truyền thống. Các chị đã tập hợp lại thành những tổ hợp tác có sự liên kết với nhau để tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm đan đát.
những sản phẩm này mình cũng yêu thích, như sản phẩm nhỏ rồi đó cũng yêu thích, nên thành ra mình thành lập cái tổ đan đát đây cả năm, từ 7 tới 12 người, mình chia ra người thì đương thúng hoặc là ni hoặc là gỗ là gì đó, thì tới đợt hội chợ như 1 tháng hoặc là 2 tháng gì đó, rồi bên phụ nữ ta thông báo đó, rồi mình phân công cho chị em đương, rồi mình đứng ra mình gom rồi mới giao lại cho bên hội phụ nữ. Đứng trước những khó khăn của dòng chảy phát triển, nhưng với tình yêu nghề, các chị em vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn nghề đan đát truyền thống bao năm qua, góp phần làm giàu thêm sắc màu văn hóa cho vùng đất U Minh Hạ. Làm sao để phát triển nghề truyền thống là câu hỏi đã đặt ra trong nhiều năm qua. Trên thực tế, những nghề truyền thống như đan đát được gìn giữ bằng chính tình yêu nghề của người dân bản địa vẫn chưa có được một hướng đi thật sự hiệu quả để nghề truyền thống có thể tồn tại bền vững và phát triển trong cuộc sống hiện đại. Đến đây thì Chuyển động nghề mới hôm nay sẽ được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.